Ok, chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với Leo của Robot. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục thử nghiệm combo thường. Chung thì cái giai đoạn Titan của mình nó đã xong rồi. Rồi ngày hôm nay mình tiếp tục sẽ làm những cái combo mà thì mình thấy thì nó sẽ mạnh. Ngày hôm nay mình mang đến cho anh em đó chính là combo Ultimate Ultifact Sóc Trên. Dĩ nhiên là nó cũng có cách bắn giống như là Ultimate Sóc Trên rồi. Nó chỉ có một cái là nó không nhảy qua xung quanh những người khác thôi. Nhưng mà nói gì thì nói nó vẫn là hơi giống, cho nên ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ làm thử về cái combo này luôn nha. Nói chung thì mấy cái món nợ của anh em kia mình sẽ bùng đấy, bùng luôn, không có trả. Nói thiệt thì mình cũng sẽ trả nhưng mà không biết là thời gian bao lâu đấy. Ngày hôm nay mình giới thiệu đến này chính là combo Pathfinder Weaver nha. Combo Weaver mình hay gọi nó là Weaver ừ, với ta lấy thường và con Ron đó là Vascan. Con Ron này khi mà anh em tăng đam lên ấy thì nó sẽ rất là mạnh, anh em tới phút cuối cùng mình có thể gọi là một băng là có thể chết luôn, là cũng gần giống với Ultimate Sóc Trên rồi nha. Cho nên mình sẽ lắp đó là hai cái NA và một cái IA, không cần phải sử dụng đó là phay ship ấy, lộn, phải sử dụng đó là phay ship nha, không cần phải sử dụng modem thường đâu. Tại vì một phần đó là khi bật kỹ năng lên thì nó sẽ có một xuyên khiên trong một khoảng thời gian ngắn, vì thế cho nên đủ sức để mình nã một viên Waiber rồi. Vì thế cho nên là cũng không cần phải lo lắng cái vấn đề đó là bắn hụt, bắn không xuyên khiên đối thủ đấy. Đó chính là Pathfinder Waiber nha anh em. À, đây chính là combo đầu tiên mà mình cần giới thiệu với anh em. Tiếp theo phần review mình tranh thủ mình làm luôn nha. TBXQ7 tranh thủ làm luôn anh em ạ. À, thật đáng sợ, nghe cái tên giống như là cái câu của mình đấy anh em ạ. À, giống như cái câu nói của mình ấy. Thật đáng sợ quá đi. Kairos combo la ta lấy đúng Ron biết rồi, ok, nâng cấp lên ha. Aerobot combo go rồi, được luôn, ta lấy đúng Ron ong thì bạn có thể thay thế bằng Ron khác, nhưng mà nếu không có Ron nào thì bạn lắp như thế này thôi. Ấy, Ron T3 thì mình nghĩ là chỉ nên mua Widow với lại Persephone thôi, nhưng mà nó cũng chưa có tác dụng nhiều với Erebus. Mender này sử dụng đó là Blind Hazard, có tay lái, có Ron Paralysis. Rồi được, nâng cấp lên ha, quá đẹp. Selfish Demeter combo Lavrid. Rồi, tay lái đúng này, Paralysis chuẩn luôn, nâng cấp lên. Xưởng này phải nói là ráp, chắc là một fan cuồng của chuyên mục review xưởng rồi, cho nên lắp rất là chuẩn, không phải thay thế nhiều. Wario Typhon combo Raptor. Rồi, được ha. Nếu được á, bạn chuyển con Dantuki này về Commander này và bạn chuyển Paralysis về Typhon chơi Raptor chốn chân ha. Lucero combo Eora về Ron, được, chịu. Module thì có thể thay thế hai cái Damage Controller, một cái Onslaught vào đây hoặc là hai cái Onslaught cũng được. Ok, đó chính là bạn đầu tiên, bạn thật đáng sợ nha anh em. Ráp xưởng rất là chuẩn chỉ rồi, cho nên là mình cũng không cần phải review quá nhiều. Đấy. Tiếp theo. À quên mất, trước khi vào à thôi, thôi tí xíu trước khi vào phần gameplay thì mình sẽ nói à thôi đi, mình sẽ cho anh em thấy đó là phần winner giveaway luôn ha. Đây này, đây chính là phần winner giveaway nha anh em. Ba bạn đã trúng con đó là Battlier, con ngố lụn đấy đó. Ngày hôm nay mình đưa lên luôn để mà anh em xem ha. Đây là kết quả giveaway đấy, xem cho kỹ nha. Đây chính là mấy cái ID này đây, mình chúc mừng ba bạn này ha. Ok rồi, là phần đầu tiên, cái thể trở lại phần review của chúng ta thôi. XL này, PO I5 cấp một cà chai, ok rồi, cấp một cà chai nha anh em. Corbion Setter Blinter rồi, combo được, ta lấy đúng ha, có thể mua con Ron Widow thay vào đây. Mender combo Sidford Lavrid rồi, combo đang nổ chuẩn. Ta lái Mender được, Persephone ok, lên. Lin sử dụng Redeemer Hammer và Incinerator rồi, được luôn, nâng cấp lên ha, combo súng đạn nổ, nhưng mà ta lái này là của Nidor, chưa ngon lắm. Adno Seraph combo Z và Subdual. Bạn nên thay khẩu Z này nha, tại vì một quá là nó không hợp với Seraph, hai là đam nó to thật nhưng mà nó nhắm mục tiêu rất là lâu, khá là khó chơi trên con Seraph này. Ta lái đúng rồi, Ron biết này. Siren, Muta và Ramula combo được, nâng cấp lên, nhưng mà nếu được thì bạn tìm đó là tay đá giang ly ha, để ok hơn đấy. Tayla Sirius sử dụng đó là Krui, Kurasio và Latan. Về độ bắn tỉa thì mình thấy nó cũng tạm tạm, nhưng mà độ hiệu quả thì nó không cao lắm. Thật sự thì Sirius anh em chỉ nên chơi đó là mình cũng không nghĩ là combo nào nó hợp với Sirius đâu anh em ạ. Chung đây là con Titan yếu nhất đấy, Titan có thể gọi là yếu nhất trong cái dòng đó là T4, cho nên là nếu như có điều kiện thì anh em đổi Titan khác ha, đổi thêm bộ súng. Rồi, đó chính là bạn top một cà chai nha anh em, đó là bạn thứ hai. Chung thì mấy bạn này đắp xưởng á thì mình chỉ review nhanh thôi, tại vì nói chung đợt trước mình review rất là nhiều rồi. GW
IOS B2. Cậu Út đẹp trai, ok. Một cái xưởng nhìn cũng khá là căng đấy anh em ạ. Thay phone Hazard, ok, nâng cấp lên ha. Ta lấy đúng rồi, John Barisic được, chịu luôn. Có thể dùng như thế này. Fenrir combo mét Hammer, rồi ta lấy đúng. Ron Kettle, thật sự thì con Ron Kettle cũng không hợp lắm đâu. Có thể thay thế, để coi. Xưởng 2 có một con Ron hoặc Amabilo này, bạn có thể chuyển qua bên Fenrir ha. Tại vì Ron Kettle nó thật sự nó không ngon lắm. Ophion sử dụng Labrid, rồi ta lấy đúng này. Ron Revere, thật sự á, nếu như được thì anh em chuyển Revere về thay phanh, tại vì con Revere nó có một cái kỹ năng cấp độ 12, đó là cái khiên vàng, nó sẽ hỗ trợ thay phanh hơn. Ấy còn Parasite trở về đây để Labrid nó gây hiệu ứng choáng. Resist combo Reaper, rồi ta lấy đúng. Ron Sodo, ok, lượm luôn ha. Ngày hôm nay mấy bạn lắp xưởng thì phải gọi là khá là chuẩn rồi, không phải thay đổi quá nhiều đâu. Thay phanh Pulsar, rồi combo này được luôn, nhưng mà nếu như được thì chơi theo kiểu khác đi, tại vì Pulsar với Hazard thì trong tầm 600m chơi nó hơi bị nhàn, cũng hơi khó chơi. Đấy. Ta lấy đúng rồi, Ron Kestrel cũng được ha. Inra sử dụng đó là Eora và Veyron, được luôn nha. Combo này thì bây giờ chơi khô máu với đối thủ luôn đi, chứ cũng chả còn cách nào nữa đâu. Đấy, ta lấy cấp độ 78 rồi. Modul thì là ba 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 cái Oslam, một cái RA cũng được luôn ha. Chung thì bạn này trên bậc thầy thì nó vẫn còn dư sức, vẫn ngồi chơi được khá là tốt. Ok, đấy chính là bạn thứ ba nha em, bạn cuối cùng. Và những sau cái video này, những bạn nào mà chưa được review thì anh em tiếp tục nhắn cho mình nha, để mà nhắn tới khi nào mà anh em được review thôi, tại vì nhiều khi là bây giờ cũng nhiều anh em nhắn quá rồi, mình cũng không thể nào mà mình xem hết được đâu, cho nên là anh em chịu khó nhắn cho mình tiếp ha. Đấy, tick rock. Ok, đây là xưởng 1 nha anh em, bậc thầy 2, xưởng 1 đó là Lin Hammer, rồi combo này được, ta lấy đúng ha, thiếu Ron với lại Modul, cần phải tìm thêm hai thứ này. Ovion Hurricane, thực sự bây giờ Ovion không nên chơi Hurricane đâu anh em ơi, khá là khó chơi, với lại thì nó cũng giảm đi sức mạnh của con Ovion khá là nhiều. Ta lấy thì đúng rồi. Dragon combo Manita 6 khẩu được, combo này bạn chơi có rẻ khá là tốt ha, không cần phải thay thế đâu. Ochokochi, Porthos và Aramis được. Ochokochi đó là Morana Chione, hai con Ochokochi này đi cặp bài trùng với nhau. Bạn có thể đầu tư được bộ súng nhưng mà Ron với lại Modul thì bạn thiếu nha. Chung thì bạn cần phải quan trọng là Modul nữa. Tại vì một con robot nó không phải chỉ có súng với lại tay lái không đâu, còn phải có Modul với lại Ron nữa là mới ok ha. Hai bộ súng này thì mình thấy ổn rồi. Sirius này, Eura. Sự thì nếu như có Sirius full bộ thì anh em nên chơi, nhưng mà thôi, nâng cấp tới đây tạm tạm thôi, có điều kiện thì đổi con Titan khác ha. Sirius chơi theo kiểu này nó hơi yếu. Yếu thật. Chơi Evora không khô máu được với đối thủ đâu. Ok, đó chính là bốn bạn tham gia với chúng ta ngày hôm nay nha. Còn tiếp theo thì tới phần gameplay của mình, đó là Waiber, Pathfinder Waiber, và mình sẽ triệu hồi thêm một vài thành viên clan nữa để chơi ha. Ok. Rồi, vô. Ok. Điên thiệt. Trời ơi, cái trận gặp em Lộc mà không quay là sao? Buồn quá. Tức thiệt, Thiệt luôn à. có bấm dừng đâu mà tự nhiên nó dừng quay luôn là sao, riết rồi cái gì đâu chứ, lúc đi lúc nào cũng hỏi kỹ chưa mà. Kỹ kỹ trong game thôi, giờ chơi á tầm 2 giờ mấy 3 giờ được video lên, còn phải quay lại cái đoạn review nữa, trời ơi sao mà nhiều thế nhỉ. Ừ, hèn gì thấy thiếu thiếu gì đó, thiếu nút quay. Ok, đó bây giờ vô này, bây giờ mới vô nè. Để coi team địch mạnh ơi, team địch yếu quá, phải xứng mạnh hai. quá trời. Rồi Tôi sẽ xứng hai, trưởng tôi xứng hai vẫn mạnh. Tôi đi tìm UFO đây, tôi không quan tâm tới trận đấu này nữa rồi. Anh em cứ việc chơi đi, thoải mái không gì hết. Đó, Hurricane kìa, hay Đâu? không kìa. Đâu, thằng nào cầm Hurricane? Thằng nào? Ravana. Trong sách có chỉ là phàm là thằng nào cầm Hurricane đều không thể nào thoát khỏi họng súng của tôi được. À thấy rồi, thấy rồi nha, thấy Hurricane rồi nha, anh yêu, em tới đây. Mày nữa cây, không chết. Ravana kìa. Ravana. Đây, tôi thấy Hurricane này. Núp vô rồi hả? Để thế. Rồi Hurricane chết queo luôn rồi, kiểu này đó. Orochi. Sao? Bây giờ anh tính với em sao? Lụm ba mạng.
Lụm 4 mạng. Con reset này. Mày ngon, mày hiện hình thêm cái nữa coi. Mày hiện hình. Hiện hình ra đây con trai. Come here boy. Mày nè. Trời ơi, cái trận gì nó nhàn ghê. Ê, cái có một cái cửa động nè, em hình như em nhớ là trong phim là cái gì nè, cái ôi có cái cửa thông gió luôn, còn hoạt động luôn nè, hay vậy. Ủa nhưng mà sao cửa trên cửa dưới vậy? Chắc là hư rồi. Đồ hư ai xài được. À cái cửa này hình như trong trailer này, trong cái trailer sao hỏa này có mấy con robot nó chạy ra này. Đúng rồi đó. Đúng rồi đúng rồi, trong cái trailer này sao bây giờ. Trailer đó hồi xưa con hay ghê. Để tôi đi kiếm rồi có cái nút nào bấm không để tôi bấm cái mở cửa được không. Phải có bí mật ở đâu đó chứ. Nút cha đo. Có cái chơi chơi đó. Luôn cho đâu trời rửa phê lắm không, 1.4 triệu máu luôn. Ừ cũng được. Sao không thấy cái nút nào chơi người ta. Chắc là bị bỏ hoang rồi không ai xài nữa. Chị ba lo bắn kia đi, đừng bắn tôi nữa. Trời ơi cái game nó nhàn ghê. Sao không có cái nút nào chơi kìa. Trời ơi quên luôn rồi, gì vậy. Mình giết nhanh quá nó đâu có kịp ra Titan đâu. Được rồi, chơi vậy không được rồi. Tôi không có giành được cái trụ nào. Ông xài được xưởng 2 ông cứ xài. Thôi, xưởng 2 nó không, nó robot nó không có súng. Tại từ lúc cái nút mà xóa hết cái. Còn tôi chơi 2 xưởng, xưởng nào cũng module với Titan đầy đủ hết. Vậy cũng được. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Vậy là nãy giờ được chơi được có tầm là mấy trận, quay được video được mấy trận à. Ê, thiệt chứ. Khoan để tôi coi. Rồi ok. Một ra là đó hai nghe. Người nhập hay quá. Chơi mấy không phải bình thường. Nhớ luôn rồi. À được hai trận cũng được, cũng được, cũng được, được hai trận. Đi này. Nhưng mà mấy trận vui ông lại không quay. Từ từ lát cũng có à. Tám. Đây dùng xưởng 2 nha. Anh em bảo được. Nha. Tôi sẽ leo lên cái nóc tàu Red Knot. Đây chính là chiếc tàu mẹ nha. Anh em có thể tưởng tượng là nó to cỡ nào rồi đấy. Con châu báo nha châu, châu báo nha châu. Rất là nhiều fan rail trận đấu này luôn. Tính ra cái xưởng 2 của tôi là mới bằng có ông phó 3 nha. Ông phó 3 xưởng 2 cũng bằng. What the hell, con lên nó giành trụ rồi. Anh em vào xưởng 1. À thôi anh em cứ đi giành trụ đi. Bên kia nó có giành 5 trụ hay nữa thì chúng ta vẫn thử gỡ được thôi. Ôi trời ơi, thằng cái đó nó gan thế. Không có thể trị được con Lin nó hay không vậy. Đây đây đây. Wow, mới vào mà đã chết gần hết rồi sao, ghê vậy. Đem bắn từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Ravana hả? Lạng hoàng cho một cái Waver nè. Ôi trời ơi. Hát quái. Bùm. Một kill. Tiếp. Đó, cho tụi nó kiếm lợi thế trước luôn đó. Lợi thế này ai mà cháu. Ô cho what the. Thầy ông nội đã bay màu rồi, ngay từ cái trụ bên phải, có lẽ là không chơi được. Để một mình thầy ông nội không thể thủ được tại vì thầy ông nội đã già. Thầy năm nay đã 90 tuổi rồi. Thầy 90 tuổi mà thầy năm đứa đó bạn. Orochi nè. Cao bồi viễn tay bắn xong quay mặt đi. Ta. Ê sao tụi nó bốn trụ rồi vãi đây. Kệ đi yên tâm rồi. Tí xíu nó cũng toàn à. Đó. Hello. Trời ơi, đứng đây nãy giờ một phút đồng hồ rồi không nào giết được hết trơn á. Buồn vậy anh bạn. Ồ, được đấy anh trai.
Có lẽ nhưng mà anh cần được chăm sóc kỹ hơn. Thôi được rồi. Trời ơi, sao Titan nó không hồi cho lẹ đi. Lắm. Wow, Luchador này. Tuyệt vời đấy. Ôi trời ơi, anh ấy nhảy. Anh ấy nhảy quá tuyệt vời luôn. Ồ, có Armin đồ này kia rồi ha. Tuyệt vời đấy. Tôi rất là muốn hạ một con Armin trên trời nhưng tại sao anh em không để cho tôi hạ con Armin hả? Thôi thôi chết rồi anh em ơi. Cẩn thận, game này thua. Game này thua hả? Ý tôi nói là team bạn thua ấy. Game này thua còn khó hơn. What the hell, rót súng lửa. What? Đồ ta. À. Rồi tới số rồi. Bỏ trụ đi, bỏ trụ đi. Thôi không bỏ trụ được. Bỏ trụ cháu, bỏ trụ đi cháu. Trời sắp mưa rồi, tôi đang chạy đua với thời gian. Con rốc đang định bỏ chạy ra. Không ngồi ngoài trời hay gì? Tôi đang ngồi giữa sông. À nói. Ông tính cúng bộ VC cho ông trời hả? Tôi đang ngồi giữa sông tại vì quách. Đây rồi, tôi đang nhảy thẳng vào mặt nó đây. Đúng rồi, tuyệt vời. Tôi đang nhảy thẳng vào mặt nó. Vâng, và nó đã nhảy đi rồi. Ở trên nó lưu lại thêm một tí nó lại giết tôi được rồi. Trời ơi. Anh fail nè. Tuyệt vời. Anh Rock định làm gì? Wow, có một con anh fail hay quá mày ơi. Mày bước ra đây, mày bước ra đây, mày bước ra đây. Qua rồi, nó qua. Qua, 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 qua nè. Quá ghê ác. Rồi từ nha, xong trận này ra đợi tôi tí, tôi đi lấy đồ vô cái đã. Trời mưa. Mưa tới mưa cho nó. Lấy đồ vô đi. Mưa cho nó mát. Ghê okay, rồi đợi tí, đợi tí. Ok. Trời ơi, xài sướng báo mà top 1 á. Ê cháu ra lắp Titan cho lâu đi cháu. Ê ra gắn mấy cái module của Newton cho lâu đi cháu. Chơi lâu với tôi. Đã gia đình có thể ông nội. Mưa rồi. Ok anh em, ta đã trở lại. Chưa. Trở lại và ăn hại hơn xưa. Rồi. Dạ chưa có một trận đấu nào mà nó hay được. Rồi mất mất gì chưa? Rồi đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi, được rồi, được rồi. Đừng có tắt cái, đừng có bật cái vang nha. Tắt cái vang rồi. Ừ. Vô. Rồi đi. Trời ơi, clan rồi. Đâu? Clan gì? Trời ơi. Vô nhanh đó. Không phải rồi. Zen. Mà có mấy thằng à. Ơi mạnh đó chứ đừng giỡn. Ôi, mấy thằng đâu mạnh đó. OVD nó kìa. Quánh chết trà nó luôn OVD. Mạnh đó bạn được coi thường. Quánh hết. Tôi đi rồi, tôi đi ra chỗ bên ngoài hết vậy. Oh my god, ba Finder sốc trên. Cha nó chứ, giết nó nào. Cái tội coi thường rồi. Coi thường hả? Ba Finder sốc trên hả? Hả? Mày sốc trên tao cái nào?
Fumira boy, Fumira boy, giết được một con ráp to cũng không phải đơn giản đâu nhóc con. Tao tao dí tới nơi mày luôn nè con. Mày sốc tao cái. Mày không sốc tao là mày tới con chuyện mày đó. Hả? Sốc đi, đúng rồi, đúng rồi. Anh đang tới đây em ơi, em làm gì đấy? Anh nạp tàu mẹ rồi mà hả? Em sốc trên anh cái nào? Phàm là những thằng cầm sốc trên đều phải bị giết trước, chính xác là như vậy, nó đã chết. Sao? Em còn cái sốc trên nào nữa không? Đâu? Ghê vậy? Ghê vậy? Có đốc chưa? Có titan chưa? Chưa chưa chưa, trời ơi. Có tăng thì tôi mới ra được chứ bây giờ một mình nó chưa tới chưa nó tiếp cận tôi cái là tôi chết chắc. Nhưng mà để coi một mình nó thì nó có thể chống lại được cái lợi dụng sát thương của chúng ta hay không. Tôi câu giờ nó một tí nha anh em, tranh thủ nạp titan đồ vô đi. Rồi, căng vậy? Hai thằng Enfail lửa luôn à. Ôi trời ơi, một thằng Enfail Evora luôn kìa, ghê vậy. Bây giờ chỉ cần có tầm hai con róc trở lên là tôi sẽ có khả năng tôi gọi titan được. Anh Có em chưa? tỉnh, Có lùi xe đời anh hả? em được tỉnh luôn. Có lùi xe đời, có đáp to rồi kìa, kinh đấy. Lưu ông phó ban ra ra lưu rồi kìa. Một mình ông ra thì ông thủ không nổi đâu. Tôi đang cố gắng bắn để mà lấy Titan ra. Rất là đông. Phó ban đang tăng rất là tích cực. Tôi không gọi Titan ra thì đúng là uổng. Nhưng mà tôi gọi ra bây giờ thì nó đúng là khó. Bây giờ gọi ra thì đúng là khó thật. Bình tĩnh đi, cứ bình tĩnh đi. Chưa gọi được, chưa gọi được. Tráng, tráng tăng thêm được tí xíu nữa. Để tôi tìm cách tiêu diệt cái một trong hai con Enfail này để coi nào. Có Titan chưa nào? Anh em có Titan chưa nào? Không có bàn tăng hết nổi rồi. Có bàn bay màu rồi, hai con Enfail đè giết, khó chịu quá, khó chơi quá. Rồi ông Châu gọi đúng ngay cái xưởng báo ngay 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 cái xưởng báo luôn. Thiệt tình. Châu con kỹ hết. Lúc đầu nghe ông nói không có gì nên ổng mới vậy á. Chết rồi, bây giờ tôi gọi Titan ra chết với nó. Trời giờ thiếu một con róc của ổng tiêu rồi. À, bảo rồi bây giờ trận nào cũng vậy, đừng có troll trận nào hết trơn á, để một hồi nó gặp cái clan cái là troll trả lại không kịp đâu. Chỉ cần hai thằng này thôi đủ giết tụi mình rồi, full súng lửa 5 cây mà. Rồi thằng kia full Evora khiếp thật. Thôi nó gần chết rồi, nó gần chết rồi. Thằng Evora gần chết đúng không? Thằng súng lửa này cũng gần chết. Nhưng mà chắc tôi cũng mất súng rốt rồi. Dữ quá, khiếp quá. Bay vô mặt nó luôn mày ơi. Tôi bình cái rồi nó chết rồi. Nó tự hủy boss luôn, ghê thật. Sao nó cứ nhắm vào mặt tôi nó bắn hoài vậy ta? Cái thằng này. Chúng ta không nên xem thường bất kỳ trận đấu nào, nếu không quả báo thì tới rất nhanh. Đỡ không kịp. Mới đầu tôi định, tôi nghe ông nói tôi cũng định xuất xưởng báo rồi đó, mà thấy ông nói gen tôi mới giật mình. Một mình thằng lửa nó giết sạch team mình luôn rồi. Bây giờ gọi Titan báo ra nữa thì lấy cái gì mà thủ với cái thằng lửa đó. Trời ơi, nó có cả con quỷ Titan mới nữa này. Đùa, đùa với nó đi. Thôi, đùa gì nữa. Đùa gì lại mà đùa. Rồi thua rồi, chắc chắn luôn, đảm bảo luôn, tôi hết boss rồi đó. Không giữ được á. Không Thiệt nổi. tình. Thôi. Kiếm cột mà còn giữ được á. Chiếm gì nổi nữa mà chiếm, coi kìa. Bên kia toàn tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc không rồi. Rồi xong rồi, hiểu luôn rồi, thua rồi đó. Thiếu món rau của ông Châu á.
Đó, bên kia nó Đi tao. hai con Enfail này, một con Titan mới này, rồi Raptor, rồi Kuri đầy đường hết trơn. Thôi đi. Trận nào có báo báo đi nữa tôi cũng dùng cái xưởng mạnh nhất à, chứ mà tôi dùng cái xưởng yếu yếu báo hồi đó kia đỡ không kịp. Chào quá hay luôn, không kêu có một cột mắt quá báo luôn. Lại đi, dùng cái xưởng chính Ủa đi. Trời ơi trời, trời ơi, cái xưởng năm hay thiệt, con reset bốn cái anh khô vãi cái trưởng chưa. tôi Hèn gì, thấy ông chào ông đi bốn cái nồi cơm đó mà tôi lại luôn rồi, tính ra thua một trận là bị trợ cấp rất là nhiều nha, đừng có đùa. ừ tôi cũng bị trừ nhiều quá. Giờ em cày lên 4k mấy cấp chung cờ lam luôn á. Ủa ông kia đâu rồi? Thiệt Có ba thằng đó thôi mà nó càng quá kinh khủng rồi. Châu ơi đừng báo nữa Châu ơi. Kệ nó, càng hết team bên kia thì cứ càng thôi, chứ để Con cháu còn cười nữa. giờ mình mạnh hơn bên kia Thôi thì chắc nè chắn con, rồi. hồi nãy nó đâu có áp đảo mình được đâu. Nãy đâu áp đảo được đâu. Không, cái giai đoạn Titan nó mạnh hơn mình mà. Titan tôi không có bảo kê thêm cái map hẹp nữa, không có Titan chỗ mới từ gọi. đốc không sợ, chỉ sợ phao lửa thôi. Trời, thêm con Ngoài phao quỷ. lửa thì nó lại sợ không? Không đâu, cái map đó rất là hẹp nha, tôi không có chỗ nào tôi gọi Titan xuống an toàn nữa hết trơn á, nó hẹp lắm. Thì tự chết thôi, ông bắn một phát nữa nó cũng bắn một phát thôi, hai thằng chết chung thôi có sao Cây đâu. súng lửa đó nó phải nói là nó giết tôi trong vòng là 1 giây luôn á, tin không, con Titan mới á. Chứ ông một băng đạn ông bắn chết người ta liền thì cũng ông Không phải chấp chết đâu, nhận chứ. chết đâu, trên trời nó một khi nó ở trên trời thì không thể nào giết nó được, chỉ trừ khi nó gần rớt đất Thì á tôi canh tôi giết nó mới được. đồ chơi không trả tiền không mà chết rồi. Có một con Ultimate Fenrir theo như tôi đã nhìn thấy chắc chắn, Đây tôi rớt nó rồi, đó tôi rớt, cháu ơi qua đi, tôi bắn xuống rớt nó rồi. cái thằng Kairos này có vẻ sung nhờ. Mày có biết cái địa bàn này có ai không, Ê, tôi tưởng bay xuống dưới kìa. không biết cái địa bàn này là có ai không mà mày dám bắn bắn rốt con Ultimate Fenrir liền mày ơi. Đó tôi bắn nó nãy giờ. Oh what the, với con Ultimate Fenrir trước rồi tính gì tính. Giết nó nào. Ok xong. Má cái còn về đỉ. Khả năng cao là vẫn còn. À bu Salagi kìa bạn ơi. Lên luôn lên luôn. Nó tính chạy ra trụ á. Tôi đứng phía sau tôi bắn nó nè. Coi mày chạy trụ được nào hả. Mày dính điện rồi mày chạy hộ tao cái. Cái thằng băng bó tay này. Rồi chết rồi. Rồi nó xem thường hỏa lực của cái đội hình của mình. Mày xem thường tao. Mày thì chạy ra nè. Hàng gì mà tôi À thấy nhiều thằng nó bị ám ảnh nó không có dám Raptor ra kìa, chữa. Raptor kìa, Raptor Ultimate kìa. Corona với lại Glory kìa. Tụi nó cái lối chơi hổ báo này không bao giờ nó bền được đâu bạn ơi, thiệt. Đấy. Mày tưởng là team tao là ruồi là muỗi hả? Mày nhảy vào Team như nó đúng là rồi mũi vậy. mà Hả? cái tàu mẹ luôn mà nó chết ba con boss rồi. Ừ, mày tưởng tụi tao là ruồi muỗi chắc. Tụi ta không có sát thương chắc hả? Ủa mày nhiều boss quá vậy? Sao Nó nhiều nãy boss giờ quá nó vậy? bốn con rồi đó, con đó là con thứ tư á, con đó là một con Ừ Raptor đấy. Rồi ok, nó giết chưa nó luôn nè có bạn tàu mẹ luôn kìa, nó ơi. dính theo bung rớt rồi, nó chưa có tàu mẹ kìa. Bắn rốt vô mặt nó để tôi. Dính rốt rồi, đường nào mà đỡ hả? Giết nó luôn. Mày hay quá ha, mày dí tao ha, dí như mày ăn mù thấy bạch. Bên trụ nhà có vẻ không ổn bạn ơi. Mù rồi con. Bên trụ nhà có vẻ không ổn. Đó ra Titan chưa? Chưa. Trụ nhà bạn bạn lui vào cái trụ giữa đó đi, để nhà đó tôi lo cho. Qua chỗ bên kia nữa đi, qua chỗ kia nữa. Từ 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 từ. Tôi chạy ra là mấy thằng này chạy vô liền. Khó lắm, khó lắm. Từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
AG này mạnh phết. Ok. Mưa rồi. Rồi ok, giành lại chủ nhà luôn bạn ơi, để tiến lên luôn. Tôi sẽ để giành con Titan để mà tôi đối phó với cái thằng có tên này. Thằng có tên tiếng Nhật này. Nó là meta mạnh nhất bên đó đó. Tôi đã giành con Titan mới. Mà bây giờ thì nó giết được tôi cũng hơi khó nha, tôi đầy module đầy tàu mẹ hết trơn rồi. Thằng Kuri này bây giờ cũng hơi khó giết tôi đấy. Nhưng mà có thêm con róc nữa. Ok. Nà ní. Ghê à, ơi sao lại để con dê nó chạy qua tới đây được vậy? Đừng. Đừng, 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 đừng. Rồi, ok. Team to này. Titan kìa, ra Titan đi. Rồi, tôi có đây, tôi có đây. Enfeo đúng không? Ừ, Enfeo đó. Bắn trượt rồi á. Từ nha bạn ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa chưa, tôi sẽ còn hỗ trợ. Bình tĩnh. Châu ơi, bay bay qua đây đi Châu. Châu ơi, đừng 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 có nhảy đó. Sao lại có một con Dragon ở đây vậy? Nó đang làm khó tôi đây. Tổ cha nó thiệt. Rồi, được rồi. Từ từ nha, đợi con Enfeo nó di chuyển ra rồi tôi bắn đó. Mà không được rồi, nó núp rồi. Thôi không sao, bên kia hấp thủ rồi. Chết. Giết nó. Chạy đâu cho khỏi ngày mai. Đó là con robot cuối cùng của nó đấy. Cái thằng tên tiếng Nhật đấy. Sống dài phết. Khả năng cao là nó còn em theo đó bạn ơi. Nhưng mà trụ thì không ủng hộ nó rồi. Con Châu đứng đó nó bắn cái Tết năm sau. Chết. Nó cầm bộ hút máu nó đứng bắn năm sau chưa chắc. Nó không chịu gọi Titan đấy. Yếu quá. Để tôi mời nó coi. Mười hai cúp phải cúp. Tony mời tôi vô này phải chưa? Thôi 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 thôi. Xét xưởng hả? Cha nội này kêu chắc xưởng ngoài 72% tỷ lệ thắng. Ghê vậy, có cố gắng. Lên vô địch một cái ăn một cái không hạ cấp cho con. Có cố gắng, có cố gắng. Nhưng mà chưa đáng kể lắm. Lưu cấp 36. Súng thập cẩm. Rồi được rồi, chơi tầm 2-3 trận nữa rồi tôi nghỉ thôi. Kìa gen nữa kìa, gen kìa. Vẫn là trên map này luôn kìa. Vẫn là map này luôn. Trả thù đi. Bây giờ phải trả thù nha. Không để tụi nó muốn làm gì làm được nữa. Đồng thế. Chết một đứa. Tép tép tép.
Tôi vô trụ giữa đây, anh em giết con dê đó đi nha. Rồi ok, đi 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 đi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Rất là nhiều luôn. Chết rồi, tàu mẹ chưa nạp được. À, trời ơi. Tàu mẹ chậm quá. Nãy tôi quên bật cái tăng tốc độ nạp tàu. Từ từ nha, team này bắt đầu lấy lại lợi thế rồi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đang câu giờ, đang câu giờ. Đang câu giờ, đang câu giờ, cố gắng lên em ơi. Con Raptor này nãy là cuối trận nó xử tụi mình nè, bây giờ tụi mình phải xử nó lại. Rồi. Raptor chưa bay màu sao? Bay màu rồi. Titan rồi, hay quá, cố gắng lên. Được rồi, trụ nhà của mình đang bị giành. Trận này mình chơi ẩu vậy ta. Busalagi kìa, ơ à. Trời ơi, nó bắn không kìa. Nó qua nó tìm cách nó giết tôi đấy. Nó qua nó tìm cách nó giết tôi đấy. Ờ à. Được rồi. Trời ơi, thêm thằng đó nữa, chết rồi. Lửa châu ơi, lửa kìa. Chết châu rồi. Tôi cũng tiêu luôn rồi. Không ai bảo kê được hết. Ôi lại nữa rồi, sao mình cứ thua mãi cái vấn đề này hoài vậy ta? Bên đó đồ mạnh quá hả? Tức thiệt chứ. Hay là ra lấy lại FL cũ đi không? Được, tôi phải trị mấy thằng FL chứ cái này không ổn lắm. Bắn tôi phát rồi, chết luôn rồi. Bởi vì cái con trung tâm mới này nó không có lắp được 2 ra. Bị bắn một cái là chết rồi. Ờ con Titan mới nãy gần chết luôn, không ai mà giết được nó hết trơn hả? Ôi. Quá đồ mà nó mạnh quá, mình chơi hết lại rồi. Nó mạnh quá. Nó cái thằng Baron này nó cầm bộ lửa để nhớ mặt nó mới. Ông nhớ thì làm được cái gì nó, mình mãi mãi cũng đâu thế nào mạnh bằng nó được. Cứ meta ra là nó có tiền nó nạp vào đấy mà. Về lấy FL ra đi. Một con thì cũng không làm được gì đâu. Tôi không thể nào mà tỉa được, tôi không thể nào mà bắn được khi mà không có bảo kê. Bên đó nó ba con Enfeo mà. Nó cơ động đâu cần bảo kê. Map hẹp vậy cũng vậy à. Map hẹp nó cũng khó chơi lắm, thôi kệ đi, tiếp tục đi, tôi văng khỏi trung đội rồi. Giờ đi liền là gặp nữa đó. Thì cứ đi đi. Đằng nào chả thua bạn ơi, xưởng của mình làm sao so sánh được với người ta. Mạnh quá, mạnh quá, sợ quá.
Rồi bên kia nghỉ game trước rồi đó. Rồi ông đứng ngắm cảnh đi. Bên kia còn 3 thằng thôi à. Nhưng mà tôi thấy có cây sóc đen. Tôi thấy có thằng cầm sóc đen. Nó đó. Giết nó đi. Trời ơi, chứ không ai giết nữa. Cái tội cầm UE sóc đen. Rồi nghỉ luôn, game này nghỉ trước đây là vừa ha. Nghỉ trước đây là vừa. Áp ca luôn. Bên kia còn có 3 người thôi. Game gì cùi bắp vậy nè à. Chơi game kiểu gì đây? Hạ cấp. Chơi game kiểu hạ cấp. Hạ cấp kiểu này rống cái cổ lên ăn danh sách đen một cái thì biết. Một con tàng hình không biết là Loki đúng không? Cho chiếm trụ thử một cái đi. Cài Ba rót hả? thằng thề. Ác quá. Emoji à? Ok, đứng yên tại chỗ đi. Thua rồi, bên kia thua rồi. Chủ gì lại đó mà dành. Không thể nào gỡ được. Rồi, trận này trận nữa thôi là được rồi. Lẹ quá vậy. Ôi tình. Kìa tố cáo mày ngã cấp hết đi. Thiệt ghét tôi nói gì đâu. Đấy, ba bốn thằng luôn chứ ít gì. Rồi, trận nữa đi. Phó bang bị văng này kìa. Văn trận nãy rồi. Ông Tony với cái xưởng này mà ông leo lên được rank bậc thầy 72% tỷ lệ thắng cũng ghê thật. Ông mày sẽ từ chối hoài. Rồi, trận này nữa đi. Nghỉ thôi. Để coi trận này sao. Nãy giờ là thằng người ta không mà cũng bị thằng lại nhanh quá. Hơi nản nhờ. Kệ nó đi. Ủa ông vẫn bật cái tăng tốc độ nhập tà mẹ nè. Ủa vậy hả? Ai biết? Một lần chiếm là 18% đó. Nếu không bật là tới 15 rồi. Có một thằng thuộc clan đó là Nhật Bản mà coi, thằng Pilot Ray này này. Ra D4 này, khá là ghê gớm đấy, đùa nó.
Việt nào, Việt nào, Việt nào, Việt nào. Trời ơi coi kìa. Ok. Trời ơi. Ok rồi. Oh, bên nhà mình nó giành được cái trụ nhà mình rồi kìa. Ghê đấy. Ghê đấy nhỉ. À thơ nữa trời ơi trời. Tám đâu hết rồi. Có một con sale đang ở nhà, tuyệt vời. À róc 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 róc, cuối Anh cùng thì đang cũng ngay được bố. có một ổ la thơ hả? Cây giấy. Trời ơi. Rồi ok. Bây giờ tới đây cũng Rồi kết thúc trận rồi. đây, trận cuối đi, trận cuối nữa đi. Trận cuối cũng vậy à. Trận cuối thầy xin luôn á. Cuối đó thôi nghỉ. Ừ, cái gì? Tôi có cảm giác sẽ gặp lại cái cà lan kia. Mà gặp lại thì mình cũng thua nữa. Thua nữa nghỉ. Thua phải thua cho chính đáng chứ. Thắng mà tôi nghỉ. Ok hết chưa? Rồi đi đi. Đi, trận cuối cùng nè. Cuối cùng. Đó.
có Trung Quốc, Hàn Quốc đó. Cũng vậy à, không thay đổi được gì hết. Ây Hurricane nữa trời ơi. không biết cái vũ khí ngu ngốc đó sinh ra để làm cái gì. Không khác gì. Không có luôn. Buồn ghê, mấy anh trai yếu quá. Trời ơi. Đó, có một anh điện kìa. Anh ấy điện thôi, có mình anh điện thôi. Không biết anh điện cảnh sát hay anh điện ai. Anh ấy điện thoại cho ông kìa. Ấy ông điện thoại cho tôi rồi. Để tôi nghe máy cái. Đó, đưa ảnh lên bạn lên số. What? À, dám điện cho tôi thêm lần nữa nhé. Gan nè. Thôi. Gan quá nè. Điện thoại gì nữa. Rồi. Trời ơi, what the hell? Là ní. Con cái đó là ở dạng phòng thủ mà ta. Lạ vậy? Trời ơi, what the hell? Đâu rồi, hỗ trợ chứ. Hình như tôi nhìn nhầm rồi. Hình như nhìn nhầm rồi thì phải. Chắc là mắt có vấn đề rồi. Ta sẽ lấy gì kìa. À, cái này Titan. Đâu rồi, ớt thật muốn trẻ cho. Lên Titan đi, lên Titan đi. Chưa. À bên kia có một con Titan mới kìa bạn ơi. Thì tôi cũng mới kêu ra ông Châu ra Titan đó. Tôi chưa nạp Titan đủ. Róc mà cầm súng này sao bắn ba. Trời ơi quên luôn rồi. Ok. Video tới đây Ok. kết thúc rồi. Hẹn gặp em vào những video sau nha. Trời ơi.